giác của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Quán Thế Âm cầu thỉnh lúc đỡ Phật. Quang Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo với Duy Minh nha. Thì Duy Minh thấy có một con sóc quý cô chú anh chị ơi. Chiều nay nè đang ra kiếm mồi nha quý cô chú anh chị. Tại mồi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị ơi. Thì Duy Minh thấy có ship bên ngoài ha quý cô chú anh chị. Ship bên ngoài kìa. Ông quý vị, ông nội đó, ông kêu từ vô làm gì? Để cho anh tự nhiên đi, hả? Mấy mèo có phụ tiếp không? Quý vị chú chị, đây, thì vẫn như ngày nào chiều nay quý vị chú chị, anh em mình sẽ tiếp tục hoàn thành cái công việc trước khi mà ra về, thì mình sẽ lau mộ và dọn dẹp ha. Quý chú anh chị. Thấy anh đang nói chuyện gì ngoài cũng ha quý chú anh chị. Chuyện gì? Ai biết đâu? Thấy ngoài đang anh Ngọc thì ra sao? Bốn trái khổng lồ ha. Giờ mới đi, thấy bự cũng khổng lồ. Dưa hấu cũng khổng lồ luôn. Dưa vàng cũng khổng lồ. Đúng rồi. Mà đủ đủ cũng khổng lồ luôn. Chắc mình cũng vẫn để chân chứ. Nhưng mà mình để ở vị trí nào đó cho nó đừng có ấy được rồi. Bốn trái thì hơi hai chặt. À thỉnh hai trái đúng không? Đúng rồi, hai bên. Mình để một bên hai trái đi là vừa. Em thấy để trái nào lại? Em nghĩ để bốn trái lại luôn. Bốn trái lại mà. Đẹp quá, trái nào cũng đẹp hết. Không biết. Tại vì những cái trái này bự á là khán giả muốn đẹp cho chú. Yeah. Như trái bự á, khán giả lựa trái to nhất. Đặc biệt là cái trái dưa Vũng Tàu luôn. Dưa hấu này là dưa hấu không hạt. Dưa hấu này của ai ta? Của chị Ngọc. Chị Ngọc nè. À chị Ngọc á. Ủa chuyện gì với anh Ngọc? Kệ đâu, để tự nhiên á, nào ông muốn vô là ông vô mà. Đó. Thôi giờ mình vợ dọn đi xin đi. Hỏi xin. Thôi để mấy cái. Ủa dọn vệ sinh đi anh em mình đi đây nè thấy không? Anh mời anh ấy trái gì ăn đi. Ra mời anh Tường trái gì đó ăn lọc cho anh. À quý chú chị. Bảo quý chú chị. À, chuẩn bị dọn dẹp ha. Rồi. Là phụ tiếp. Tao phụ tiếp rồi bé mèo. Có phụ tiếp chú ơi. Ừ. Đem ra ngoài đi nha. Đúng đi. Ở ngoài chơi với ổng luôn đi. À quên chú chị. Mình đem đâu? Để đây luôn hả? Để đây luôn đi. Ừ. Anh áo vàng hôm nay làm áo vàng mà thờ đi.
Ủa sao bữa nay mình làm đây? Làm đi em. Làm đây ăn luôn. Đây luôn. Nhậu rớt hả? Lúc anh ấy là sao mà? Anh ấy hả? Mình định cho anh rớt chậu. Có ấy mà. Anh bên khóa nhìn mình ấy à. Em là nhà cung cấp nhang đèn dầu. Đây nhà cung cấp dầu. Rồi tiếp theo là nhà cung cấp nhang. Xong rồi ha, chạy bé mèo đâu không kìa, chạy chạy rồi kìa, có bé mèo đó nói chút đi để mình đứng nóng lao gì à, đừng cho nó, đừng có đóng khói quá chứ thiệt. Mỗi ngày mỗi lao nó không có, thấy không? Giờ nó có coi đi mèo không? Mèo ơi, còn cái nào con lao ở dưới rồi, con đừng có lao ở trên nha, hiểu không? Làm cái chơi kìa, người làm cho này. Bữa nay biết sao? Bữa nay ít quá nên làm sớm. Sớm thì sớm nào? Ờ, ít quá. Đừng mỏng mỏng quá. Bữa nay là tự chết hết rồi. Vậy anh? Chết. Nào hoa lúc con mắt xấu ta trên video kia quay là biết như vậy nó xấu sao kia quay quay là khói hoài đó quay nó quay là khói hoài lắm quay 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 buồn cái gì mất quay buồn không buồn thương chiếc áo nào đôi bờ dài hai dân đứng trong màn anh xin đất á, xin đất rồi chậm cho rồng được nghe nó anh dùng xin đất rồi chậm xin đất nha đất rồi đó. Hồi chưa rồi đổ đất cho rồng rồi đó vậy hả? Tại vì em nghe thấy chở đi rồi đổ cái đợi đâu rồi đổ chậm thêm cho mẹ. Ủa có ai thấy hồng quẹt đâu không? Sao hết nữa em chỉ chăm dầu thôi. Nè. Sao hết quá trời quá đất nha. Ủa quẹt đưa em xem em cứ dọn. Em làm gì biết anh thiệt mặn lắm không? Chăm dầu em chạy anh thiệt chồng như nó quý quá. Anh ấy là cứ nói là vợ chồng em cứ nói cái là anh cứ la bắt ổn. Mày không biết anh bắt ổn hay vợ chồng em bắt ổn. Cùng nhau bắt ổn. Bé mèo thì mới hay kìa. Bé mèo một mình đâu ổn, không cần
Cái này quá dữ rồi. Ủa chứ bữa nay là bà nhận được 2 lần quà đó. Bữa nay là sáng bà nhận bánh trung thu nè, làm đèn nè, sổ nè. Rồi trưa là bà nhận bánh quần áo nè. Màu đẹp không? Hàng mới chỉnh thờ. Đâu có nào bà lau kẹt nhiệt tình luôn rồi. Tính ra bá lau rồi chắc mình làm đèn xong cái mình hấp nhem rồi. Bá lau. Bá lau. Hello. Ủa cái này là lâu chưa? Ê! Ê! Cái gì vậy? Đâu quẹn em chết chết. Mô Phật. Alo. Nói em đưa cho anh mẹ. Ủa nãy thấy anh nãy chở anh đi vậy? Đây. 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 Ui, được ra được nha. Sợ anh quét nè nên anh nói điện thoại anh ngã ngoài có thấy ai ngã đó. Ủa cô chú anh chị ơi thì anh thấy không ngon lành chưa? Ngon lành cành đào ha. Vậy mong sử dụng lấy khăn giấy cho heo. Đó, nãy em thấy rụng quá trời luôn em lấy. Hôm nay mấy anh em mình làm sớm ha, làm sớm. Làm sớm đi hấp hương được nhiều. Thầy bé mèo bữa nay nè quý vị chú anh chị giỏi rồi không? Thấy bé mèo bữa nay giỏi rồi không nè? Nhận được quà mới của cô Năm. Cô Năm quý vị chú anh chị mặc áo liền luôn nè, rất là đẹp luôn ha. Ồ, ở đây luôn hả? Tiền lại. Cái gì đó, cái gì đó, cô Hoàng. Ủa
Hú hồn kìa. Hú hồn. Đúng rồi, ít lao hoạt nè, lao hoạt đi. Mình lao hoạt đi. Anh nhớ ngân hàng đó không? Hả? Tiền đó. Mình che đậy chứ. Bắt tên này nè. Cái gì? Cái kia ở đó. Vậy đó. Vậy là bị gì? Đấy là được rồi. Đúng rồi. Mèo. Mèo nó chưa nằm. Giấu ở đây. Che giấu giùm người ta. Giờ mấy tháng rồi. Giấu giùm người ta cắn mình đúng không? Đúng rồi. Giấy đầu hạt giấu luôn. Giấu giùm đúng không? Đâu mà gãy kìa. Xong một con hạt bên đây. Xong rồi hả? Rồi bà cô bác nha. Chú Hạc. Nghe một lần thôi. Đây. Ở hai chú Hạc này bữa nay được anh em là lao ha. Lâu rồi, như em thấy là ít người lau hạt đó. Lâu lắm mà không lau. Rồi, còn lau gì không? Còn lau em cắt à? Mình ra lau lăn luôn đi. Hả? Lau lăn luôn đi. Không, lăn phải đúng ngày mới lau mới tắm. Kìa, dạ? Lau thôi mà. Lau được luôn. Rồi vậy thôi ha. Còn giờ thắp hương đi. Để gầm này mình tắm luôn. Gầm mình tắm luôn ha. Cũng được. Thắp hương là để gầm đây ha. Chứ hồi bữa đó mấy anh với vợ chồng là mất ba người. Tâm ơi thật hôm nay là ngày mùng 7 phải không ạ? Mùng 7 tháng 8 năm 2023, 36 tuổi của tôi, Nguyễn Duy Minh Vlog bắt lấy hương trình với các vị khách hàng của hàng hội một của điện cái đai dương trạch thằng mời muộn tỉnh long thành hội phát thầy cha ngôi dương bình dương, cũng như chúc mọi người sự ưu tú vô linh ông tinh thật giỏi văn ngoan có mắt danh tâm giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023
dương lịch nhằm ngày 14/2/2023 đợt năm Quý Mão, Hồng Thọ 66 tuổi. Hôm nay chiều Duy Minh thắp tín hương cho tất cả bà con cô bác gần xa trong mọi nước trời đời ấm đến Duy Minh nhẹ nhàng cầu nguyện cho chú được giải sanh về miền cực lạc. Giải sanh về tây phương cực lạc gặp Phật A Di Đà. Về tây phương cây xanh gió mát. Rồi mẹ chú về kìa. Rồi. Đó, đưa đôi chú Phương đi. Chú Phương chú đó đưa chú Phương. Rồi, đang tới đi hấp hương thì cuối cùng bị mẹ kêu về. Cảm ơn nghe em gái. Nhớ đem cái lồng đèn cho bánh trung thu về nha. Rồi, không. Giờ một cây là hấp cho ông Nam kìa kìa chưa. Rồi đi đi con. Được, em luôn á, chị bánh hay luôn đi anh. Nấu vàng đi chưa? Anh vàng thấp chưa ấy chưa? Có sự nghiêng nghiêng ha. Gặp lại. Này em đâu mà đây. Theo quý vị chú vậy. Vậy là mới chịu nè. Chị Thanh Tú chú chị. Gia đình của chú thì cũng đến đây thường. Hôm trước cái chị mà đi theo người con út của chú thầy Tha thì mắc luôn cái đục hoang, nhưng mà anh em mình có kiếm mà không có. Vậy nó là cái hoàng đúng không? Hả? Hoàng đúng không? Hoàng. Chỉ mấy vậy? Đây là người chỉ ô chú. Còn chú có cái nghệ danh là danh cầm tư còn của chú vậy. Ấm gài á, mộ của cô với là của chú Tư Còn là hai vợ chồng là được một cái giải rất là thân quen với Duy Minh luôn, đó là cô Yến Đòn. Hồi xưa thì cô Yến Đòn là hay gửi Duy Minh cúng á quý cũng vậy, và gửi tiền cho những anh em bên kiếp cũng rất là nhiều. Ai cho mình cái gì á quý anh chị thì mình đều nhớ ơn quý anh chị và luôn cầu mong cho là gia đạo gia đình của cô luôn là ấm no hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc. Thì mình không bao giờ quên nha, ai cho mình cho dù một cái cô cho một cái cuộn dây mà sỏi chuỗi thôi thì mình cũng vẫn nhớ quý anh chị. Ta nói là ăn quả nhớ kẻ trồng cây quý anh chị. Chị nào thì Duy Minh cái tấm Duy Minh ngộ lắm. Chị nào ra chuyện đó người ta cho mình không dùng quên ơn ta. Đây là đạo diễn Lê Văn. Còn đây là bạn đời của chú, đó là cô Võ Phụng Thanh. À cái cô này cũng là trùng. Làm gì quay sát mặt dưới ba? Thì nói đi. Người ta ngại nhất cái người á, ngại nhất là quay sát vô mặt người ta. Khán giả mà ai mà quay sát vô mặt người ta là người ta ngại lắm. Quay nói cho nó lớn xíu. Lớn được rồi, trời ơi. Được chưa?
có sự cự luôn rồi đó. Đang nói hấp dẫn à, tự nhiên cái cô Võ Hậu, Võ Phùng Thanh là chung họ với chú Linh luôn á. Từ khi là mình đông quá mình không có chỗ đứng rồi mình quay trước rồi người ta chen mình vô là mình không có ra được, là mình mới quay gần được thôi. Không, cái đó là khán giả thôi, còn này là mình làm comment mà. Hai comment kiểu này không được. Cách cao quá ít phân phước. Bất ngờ ghi mình một chút. Kiểu như là dìm hàng ta. Dạ. Đó, thấy chưa? Hậu quả liền. Hậu quả báo liền. Xong rồi quay trên cây thì xuống nhìn đẹp nè. Vậy chớ em đố anh là cô Phụng Thanh, cô Bính Đăng là ai đây? Là phu nhân của nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển. Ồ, hay dữ thật. Còn đây là nhà thơ của anh Trương này. Anh Phương, anh đọc thử cái bài thơ cái anh Phương. Nào bài thơ của chú nè. An giấc nghìn thu bụi trần, giữa bụi trần bạn bè thâm quyến, ấm lòng nhân, danh tiếng bạn hữu. Vậy Xanh tiền bạn hữu, bà con quý, về trốn tiền đài vọng cổ nhân. Còn bên đây là viễn khách đến đây cho nhắn nợ, đôi lờ không hỏi đến người thân, âm dương đôi ngã đành xa cách, xin gỡ đôi lờ cảm ơn anh Trương đó. Nhiều khán giả tới đây nha, nhiều khán giả cũng hay là đến nhạc sĩ Quân Sử á, tại thường thường khán giả đến rồi thường thường đó thì yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật, cho nên là hay đến mộ của chú Tân Thơ nha. Chú Quân Sử thì quá nổi tiếng như Bolero rồi. Chú Quân Sử thì có rất là nhiều bài hát như là Dọn Cỏ Cho Em nè, Không Giờ Rồi nè, Đêm Lang Thang nè, Sột Rồi Trái Tim nè, Nhành Cây Trứng Cá nè, Chiều Nước Lũ nè, Yêu Người Trung Quách nè, có rất là nhiều bài hát Bolero mà bà con cô bác thì cái thời xưa đó thì rất là yêu thích Bolero của những chị, người ta không thời trước đó là thời cha mẹ mình đó là hay thích nghe Bolero nhiều hơn chứ anh chị mình đó. Nghe nó nhẹ nhàng á, nó nhẹ nhàng mà nó sâu lắng tình cảm, mà đặc biệt cái những cái bài hát của chú Quân Sử là ông viết là nó gắn liền với cái đời thường của mình. Như ngày xưa có hai người mà yêu nhau gần nhất nhà là xé rách tung ra liền. đúng không nhỉ? Biết đâu ngày xưa mà anh yêu người mà chung rách, anh có xé rách tung qua không? Yêu người xa rách không hả? Anh là phải là tung vừa sò hai nhà cuốn phố, chẳng điều làm sao không nói một lời, không khép bao giờ. Gì? Không khép bao giờ hả? Ừ. Chỉ là không lẽ để cửa sổ chưa qua chưa lỡ hoài. Ừ, để hai nhà Trung Quốc mà. Rồi. Sao anh không để cho nó ngắn lại dễ quay? Anh đang quay giờ ở chế độ cao. Chế độ cao mà xuống chế độ thấp cái xe nó nghiêng chuyện không bền có hả? Lấy quan cảnh. Ừ.
Ủa anh lau cái gì chưa? Lau chưa? Nó quý cô chú anh chị thì bà con cô bác biết rồi, sau khi mà mấy anh em mình lau dọn xong hết rồi thì sẽ anh Ngọc sẽ là lau cái nền sao chót nhất, tại vì hổm có nhiều khán giả cũng ý kiến với Duy Minh mà Duy Minh cũng biết cái điều này rồi. Duy Minh nói là đợi cho mấy anh em là lau mộ, lau dọn mộ xong hết đi rồi là mới anh hả là anh hãy là ấy sao anh lau nền sao, chứ anh lau nền xong rồi á thì khi mà mấy anh em mình đi tới đi lui hoài á, nó sẽ trở về ban đầu của cái chúng chị, cũng như là nó bị dập, nó dơ lại, cho nên là anh lau sao thì sẽ khi mà anh còn của mình anh lau sao thì sẽ giữ được cái độ khô rồi đó, anh em có đi tới đi lui thì nó cũng không dính của cái chúng chị. Đặc biệt là hôm nay thì bà con cô bác thấy nè, những hoa rất là đẹp heo quý cô chú anh chị, hoa rất là đẹp luôn. Hình như là Duy Minh cảm thấy có những cái chồi non đang đâm ra heo quý cô chú anh chị, chồi non nè, chồi non với hoa. Thì cái này nó gì á quý cô chú anh chị, đây nè Duy Minh thấy có nhiều chồi đang đâm ra nha, đây có tiến triển tốt nha. Đang chuẩn bị có cái những cái chồi non nè Ngọc đâm ra nè. Đó, hôm trước thì nó rụi rồi mà nó bị mấy cái con gì nó cắn. Hôm bây giờ thì nó đâm ra nhiều heo quý anh chị, đây nè. Đó, bà con bác thấy không? Này, hôm trước là mình xịt thuốc á quý anh chị. Đó. Đây. Vậy là có dấu hiệu tốt ha, hai chú rồng là tốt. Được. Còn ở đây thì khỏi nói luôn, bữa nay sao mà nó xum xơi quý anh chị ơi. Đó. Vâng thì buổi khung cảnh ban chiều đây thì bà con cô bác thấy rồi, vắng vẻ ha quý cô chú anh chị. Thì Duy Minh cũng đã hoàn thành trước khi gây về thì lo cho dọn dẹp nơi mộ chú được là sạch sẽ rồi mới về ha quý cô chú anh chị. Thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin gác lại quý cô chú anh chị, mong rằng bà con cô bác xem video nhớ ủng hộ kênh và chia sẻ cũng như là đăng ký cũng như là like cho Duy Minh để Duy Minh có động lực chia sẻ tiếp tài mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha quý anh chị. Bây giờ Duy Minh xin chào và hẹn bà con là một cái video sáng mai ha quý anh chị.